Chào mừng anh em đến với kênh Phụ Tùng Ô Tô Tú Linh Bình. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc máy phát của xe Atit đời cao 2008 đến 2012, 4 rắc. Đây, rắc của nó là 4 rắc nhá. Và một cọc dương ra. Máy phát này là dây đồng tiết diện của nó là hình vuông. Đấy, hàng bãi đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất là đẹp ạ. Anh em mua hàng hãy liên hệ với số điện thoại trên góc màn hình. Và hãy cho em một đăng ký kênh để có những video mới nhất bên em sẽ gửi đến anh em nhá. Cảm ơn mọi người nhá.